Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Chu Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Hà Nội, cũng như là quý thầy cô và quý anh chị em đồng nghiệp. Hôm nay là rất là vui cho em khi được cùng chia sẻ với quý thầy cô cũng như là quý anh chị em đồng nghiệp một ca lâm sàng mà em gặp trong thực tế lâm sàng về bệnh lý xơ phổi khô căn. Về mặt tiếp cận chẩn đoán cũng như là điều trị thì đã được Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thu Phương cũng như là tiến sĩ bác sĩ Lê Hoàn trình bày trong những cái bài báo cáo trước. Thì em xin được phép vào vào ca lâm sàng của em luôn. Bệnh nhân của em là bệnh nhân nam, Việt Nam, người Việt Nam 73 tuổi, về tiền sử cá nhân thì không có dị ứng, không có hen phế quản cũng như bệnh lý lao, không có bệnh lý ung thư. Bệnh nhân là có tiền sử hút thuốc lá là 15-31 năm và đã bỏ thuốc lá 45 năm nay. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, điều trị thường xuyên với Coza 50 mg một ngày và nghề nghiệp là thầu xây dựng. Về diễn biến của bệnh nhân này, thì bệnh nhân này theo dõi sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Việt Pháp từ năm 2010 cho đến nay. X-quang phổi theo dõi từ năm 2010 đến 2013 qua hồ sơ thì không thể có ghi nhận bất thường. Vào năm 2014 thì bệnh nhân đến khám sức khỏe tổng quát và bắt đầu có sự ghi nhận về tổn thương phổi kẽ trên kết quả X-quang phổi ở thùy dưới hai bên. Tuy nhiên trên lâm sàng thì bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng. Bên cạnh đấy thì các marker ung thư liên quan đến đường tiêu hóa như là CEA và CA199 tăng. Vì các cái marker ung thư tăng như vậy thì bệnh nhân được tư vấn khám sàng lọc ung thư đường tiêu hóa và trên cái nội soi dạ dày đại tràng cũng như là CT ổ bụng qua thiết thực cận quang thì không thấy bất thường. Từ năm 2014 cho đến tháng 6 2018, bệnh nhân có vài đợt ho khan các đợt mỗi năm và các triệu chứng này thì bệnh nhân thấy rằng là tự khỏi với các cái kháng sinh mà điều trị thông thường. Vào tháng 7 2018 thì bệnh nhân đến khám lần đầu với chuyên khoa hô hấp với lý do là ho khan kéo dài một tháng, không kèm theo hiện tượng khò khè, có dấu hiệu mệt mỏi và khó thở gắng sức. Bệnh nhân có gầy chút cân nhưng mà không có sốt và không có ho máu. Khám lâm sàng tại điểm đấy thì em thấy là không có sờ thấy hạch ngoại vi, không có tổn thương da cũng như không có triệu chứng khớp. Độ bão hòa oxy đầu ngón tay thời điểm đấy là 97% ở khí trời và nhịp thở là 16 lần một phút. Phổi thì ghi nhận có răn nổ ở thùy dưới hai bên, tim mạch và ổ bụng thì không thấy bất thường. Về cận lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực lớp mỏng ở phần dải cao thời điểm đấy thì ghi nhận tổn thương phổi kẽ chủ yếu thùy dưới phổi hai bên. Về hình ảnh tổn thương của bệnh nhân thì em xin được trình bày chi tiết ở các slide sau. Trên siêu âm tim thì không thấy có suy giảm chức năng thất trái cũng như tăng áp lực động mạch phổi. Nội soi phế quản thì về hình ảnh đại thể thì thấy có viêm niêm mạc phế quản, nuôi cấy dịch phế quản phế nang về vi khuẩn nấm và lao không có mọc. Tế bào dịch phế quản phế nang thấy có 54% là tế bào trung biểu mô, bạch cầu đa nhân trung tính chiếm 44% và lymphocyte chiếm 2%. Sinh thiết cựa phế quản thì có u xơ thần kinh lành tính. Bệnh nhân này cũng đã được tiến hành chụp PET scan để loại trừ các bệnh lý ung thư, thì không thấy có dấu hiệu của tăng chuyển hóa bệnh lý ác tính, có tăng chuyển hóa dạng viêm ở hạch trung thất nhóm 4 bên phải và nhóm 7. Về xét nghiệm cận lâm sàng, trong công thức máu thì không có bất thường và trong đó thì cái bạch cầu ưa axit cũng không có tăng, đường máu bình thường và chức năng gan thận bình thường, có ghi nhận máu lắng tăng, các cái marker ung thư về đường tiêu hóa như CEA và CA199 tăng dai dẳng từ 2018 cho đến 2020. Các cái xét nghiệm sàng lọc bệnh lý tự miễn như là RF, anti-CCP, anti-DNA và anti-nuclear thì hoàn toàn trong giới hạn bình thường. Phản ứng miễn dịch IgE cũng như phản ứng nấm Aspergillus IgG cũng nằm trong giới hạn bình thường. Về diễn biến phế tân ký thì bệnh nhân này được làm phế tân ký có hệ thống từ tháng 7 2018 cho đến nay. Qua cái diễn biến phế tân ký thì thấy rằng là chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này thì không có cái rối loạn thông khí tắc nghẽn. FEV1 cho FVC luôn luôn trên 70%. Rối loạn thông khí hạn chế từng đợt. Tuy nhiên thì thời điểm gần nhất thì ở mức độ trên 70%. Có tăng cái thể tích khí cặn ở mức độ vừa trên 60%. Và ghi nhận ở đây chúng ta thấy rằng là có cái sự suy giảm của DLCO từ tháng 7 2018 từ 69% xuống còn 57% vào tháng 12 năm 2019. Về diễn biến X-quang phổi, trên X-quang phổi từ 2018 cho đến 2019 thì chúng ta thấy là bệnh nhân này đã có những cái tổn thương phổi kẽ ở thùy dưới hai bên trên hình ảnh X-quang phổi.
Và cái sự diễn biến trên X quang phổi từ 2018 cho đến 2019 thì chúng ta thấy không có nhiều. Tuy nhiên thì từ 2019 thì tổn thương kẽ ở thùy dưới phổi có xu hướng nặng lên vào phim X quang phổi năm 2020, và bên cạnh đấy chúng ta thấy có xuất hiện thêm những đám mờ ở thùy dưới phổi bên trái. Về diễn biến chụp cắt lớp vi tính, bệnh nhân này thì năm 2016 được chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, không có tiến hành chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, cho nên em chỉ lấy được những các cái lát cắt ở tầng thấp của phổi. Thì trên cái lát cắt tầng thấp của phổi năm 2016 trên CT phổi thì chúng ta thấy đã có dấu hiệu của xơ kẽ ở dưới màng phổi, và các xơ kẽ này thì nhiều hơn ở bên phải. Năm 2017 thì bệnh nhân được tiến hành chụp một cái cắt lớp vi tính lớp mỏng độ phần giải cao đầy đủ. Thì qua cái phim cắt lớp vi tính lồng ngực 2017 này thì các anh chị em đồng nghiệp có thể thấy rằng là bệnh nhân này có tổn thương xơ kẽ ở dưới màng phổi và tập trung chủ yếu ở thùy dưới phổi hai bên. Đỉnh phổi bệnh nhân hai bên thì tương đối là ổn định. Bên đấy thì chúng ta thấy là có một cái dấu hiệu của một cái xin lỗi, trên cái phim này thì không cái điều khiển nó to quá, thì có cái dấu hiệu của cái giãn phế quản ngoại vi do co kéo. Trên phim cắt lớp vi tính từ 2019 cho đến 2020, chúng ta thấy có ghi nhận những hình ảnh đặc thù của một cái bệnh lý xơ phổi vô căn. Đấy, thứ nhất là tổn thương xơ kẽ ở dưới màng phổi và tập trung chủ yếu ở thùy dưới hai bên, có xu hướng nặng lên từ 2019 cho đến 2020. Có hình ảnh tổ ong rõ. Với những thầy cô có nhiều kinh nghiệm thì em nghĩ rằng là cái bệnh lý này sẽ gặp rất là nhiều, nhưng với những cái đồng nghiệp trẻ thì em nghĩ rằng với những cái hình ảnh mà tổ ong này thì chúng ta nhìn một lần chúng có thể nhớ mãi về hình ảnh này. Bên cạnh đấy thì bệnh nhân này còn có một cái tổn thương giãn phế quản ngoại vi do co kéo, và cái giãn phế quản này có xu hướng nặng lên vào năm 2020. Về tình trạng hiện tại của bệnh nhân thì hiện tại bệnh nhân là BMI là 20,2, khó thở ở mức độ nghi A2. Độ bão hòa oxy đầu ngón tay là 95% ở khí trời, nhịp thở là 16 lần một phút, phổi luôn luôn tồn tại cái răn nổ ở thủy dưới hai bên. Về tim mạch và tiêu hóa thì không thấy bất thường, ở khí máu thì có giảm nhẹ cái độ áp suất oxy động mạch. Về bàn luận trong chuẩn đoán thì qua khai thác tiền sử cũng như là các cái xét nghiệm các cái thăm khám lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này là bệnh nhân nam. Diễn biến bệnh từ năm 67 tuổi, có yếu tố rủi ro tiềm tàng là hút thuốc lá. Về diễn biến lâm sàng thì từ từ, và chúng ta đã loại trừ được bệnh lý phổi kẽ do thuốc, bệnh lý phổi kẽ do bệnh lý tự miễn và bệnh lý phổi kẽ do nhiễm trùng. Qua những cái khai thác này, qua các cái dữ liệu này, chúng ta thấy rằng là nó khá là phù hợp với các cái hướng dẫn cho cái nghi ngờ của một cái bệnh lý xơ phổi vô căn trong thực hành lâm sàng. Đấy bao gồm rằng là bệnh lý xơ phổi vô căn thì thường gặp ở bệnh nhân nam trên 60 tuổi. Có yếu tố rủi ro tiềm tàng là hút thuốc lá. Dấu hiệu lâm sàng thì là có khó thở, gắng sức, mãn tính và không giải thích được. Có thể kèm theo ho và dấu hiệu răn nổ ở thùy dưới hai bên. Có hoặc không kèm theo là dấu hiệu giật ngón tay dù trống. Và cái đặc điểm quan trọng nhất trong chẩn đoán bệnh lý xơ phổi vô căn là hình ảnh của một cái phim chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, lớp mỏng độ phân giải cao thì phù hợp. Ở đây trong slide này thì em có đưa ra để có cái sự giống nhau giữa cái việc mà khuyến cáo trong việc chẩn đoán bệnh lý xơ phổi vô căn dựa trên cái phim cắt lớp vi tính lớp mỏng độ phân giải cao của Hiệp hội Hô hấp lồng ngực, xin lỗi, Hiệp hội lồng ngực Hoa Kỳ, Hiệp hội Hô hấp Châu Âu, Hiệp hội Hô hấp Nhật Bản cũng như là Hiệp hội Hô hấp Mỹ Latin, và sách trắng chẩn đoán bệnh lý xơ phổi vô căn của Hiệp hội Điện quang Fleischner. Thì thấy rằng là nếu trên phim cắt lớp vi tính lớp mỏng độ phần giải cao mà chúng ta thấy rằng là có hình ảnh của mờ kẽ ở dưới màng phổi tập trung ở thùy dưới hai bên, có hình ảnh tổ ong, có hoặc không kèm theo dấu hiệu của giãn phế quản bội nhiễm, thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến bệnh lý xơ phổi vô căn, mà cái trong thời điểm đấy thì cái sinh thiết phổi là không được khuyến cáo để chẩn đoán. Thế thì quay lại với các tổn thương của bệnh nhân trên cắt lớp vi tính thì em thấy rằng là hiện tại bệnh nhân này thì nó đầy đủ các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán một bệnh lý xơ phổi vô căn dựa trên cắt lớp vi tính lớp mỏng độ phân giải cao. Thứ nhất là bệnh nhân này có hình ảnh mờ kẽ ở dưới màng phổi hai bên
và tập trung chủ yếu ở thùy dưới hai phổi. Có hình ảnh tổ ong rõ ở thùy dưới hai phổi. Và thứ ba là bệnh nhân này có dấu hiệu của một cái giãn phế quản do co kéo ở ngoại vi. Qua hình ảnh cắt lớp vi tính lớp mỏng độ phản giải cao cũng như là hội chẩn thêm với bác sĩ phẫu thuật lồng ngực thì em cũng mạnh dạn chuẩn đoán bệnh nhân là bệnh lý sơ phổi vô căn. Tuy nhiên thì trong thực hành lâm sàng chúng ta thấy rằng là không phải lúc nào hình ảnh cắt lớp vi tính cũng đầy đủ các cái yếu tố mà để chúng ta chuẩn đoán là bệnh lý phổi kẽ điển hình hay còn gọi là bệnh lý sơ phổi vô căn. Thì trong những thời điểm đấy thì cái mô bệnh học là một cái bằng chứng để chúng ta chuẩn đoán. Thì ở slide này em cũng có đưa ra các cái phương án về mặt kỹ thuật có thể lấy được cái mô bệnh học trong phổi để chúng ta chuẩn đoán bệnh lý sơ phổi vô căn. Thứ nhất đấy là sinh thiết phổi mù xuyên thành phế quản. Thứ hai là sinh thiết phổi lạnh xuyên thành phế quản và thứ ba là phẫu thuật sinh thiết phổi. Với kỹ thuật sinh thiết phổi mù xuyên thành phế quản thì đây là một kỹ thuật nó tương đối là dễ thực hiện. Tuy nhiên thì có một cái hạn chế đấy là cái mẫu bệnh phẩm lấy ra từ cái phương pháp này nó rất là bé, cho nên là xác suất để chuẩn đoán được cái bệnh lý sơ phổi vô căn trên kỹ thuật này tương đối hạn chế. Kỹ thuật thứ hai là sinh thiết phổi lạnh xuyên thành phế quản. Kỹ thuật này là một cái kỹ thuật mà nó hứa hẹn cho bác sĩ lâm sàng để chuẩn đoán các bệnh lý phổi kẽ nói chung và cũng như là bệnh lý phổi sơ phổi kẽ nói bệnh lý sơ phổi vô căn nói riêng. Cái phương pháp sinh thiết phổi lạnh xuyên thành phế quản này thì được áp dụng khá là phổ biến ở những nước phát triển. Thì em cũng hy vọng là trong cái tương lai thì chúng ta sẽ áp dụng được cái phương pháp này nhiều hơn ở Việt Nam mình và mình có thể chuẩn đoán được những bệnh lý phổi kẽ rất là khó khăn. Tuy nhiên cái phương pháp này thì cũng có những cái nhược điểm tương tự như là sinh thiết phổi mù xuyên thành phế quản, đấy là cái mẫu bệnh phẩm nó tương đối bé và cái việc chẩn đoán nó khá là khó khăn. Vì vậy cho nên trong các cái khuyến cáo để chẩn đoán bệnh lý sơ phổi vô căn thì thông thường người ta khuyến cáo rằng là sinh thiết phổi mở với hướng dẫn của với sự hỗ trợ của video là một cái phương pháp mà có cái xác suất chẩn đoán cao, bởi vì như là phó giáo sư Phương đã trình bày thì đấy là một cái phương pháp mà giúp chúng ta lấy được cái mẫu bệnh phẩm lớn và cái xác suất chẩn đoán bệnh lý phổi rất là cao. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là trong bệnh lý sơ phổi vô căn thì chúng ta có thường gặp ở những bệnh nhân nhiều tuổi, cho nên chúng ta cần phải cân nhắc giữa cái lợi ích chẩn đoán và cái biến chứng của phẫu thuật. Về điều trị thì trong điều trị của bệnh lý sơ phổi vô căn thì có điều trị đợt cấp bằng những cái phương pháp thông thường như là kháng sinh hay là phục hồi chức năng hô hấp, thở oxy, và chúng ta cũng tư vấn bệnh nhân dự phòng đợt cấp để bệnh nhân có thể tiêm vaccine phòng cúm, phòng phế cầu để dự phòng các đợt cấp tiếp theo. Về điều trị đặc hiệu thì hiện nay thì ở điều đặc hiệu cho bệnh lý sơ phổi vô căn thì có hai cái loại thuốc được FDA của Mỹ approve, tức là xác nhận cho cái việc là có hiệu quả trong điều trị ngăn ngừa diễn biến của bệnh, để bao gồm có nintedanib và pirfenidone. Thì trong thực tế lâm sàng thì cũng hội tụ nhiều yếu tố để có thể giúp cho em chẩn đoán điều trị bệnh nhân này. Thì bệnh nhân này đã hiện tại đang điều trị được bằng cái nintedanib với liều 150mg 2 lần một ngày. Thì cũng rất là may mắn đến hiện nay thì bệnh nhân không có các tác dụng phụ của thuốc về đường tiêu hóa như là buồn nôn hay tiêu chảy, và cũng rất là tốt trong cái xét nghiệm máu là bệnh nhân vừa gặp em sáng nay xong thì xét nghiệm máu thì không có các cái rối loạn về chức năng gan. Nếu mà chúng ta điều trị tối ưu mà cái diễn biến bệnh nhân vẫn tiếp tục diễn biến có xu hướng nặng lên thì chúng ta nếu mà điều kiện cho phép chúng ta có thể đưa bệnh nhân vào danh sách ghép phổi. Trên đây là một cái bài báo cáo về các lâm sàng của em. Chính rất chân thành cảm ơn quý thầy cô cũng như là quý anh chị em đồng nghiệp đã lắng nghe ạ.